Chào mừng các bạn đã quay đến với bản tin chuyền bóng đá ngày 14 tháng 1. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin trộn đáng chú ý sau: Liverpool không kèo Arsenal, Saka nhận thẻ đỏ, 10 chiến binh Arsenal thoát hiểm ở Anfield. Ở loạt trận này, cả hai đội đều vắng một loạt ngôi sao đang phải giữ AF con như Sadio Mane, Mohamed Salah, Naby Keita, Thomas Partey hay là Aubameyang. Dù vậy, Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn bởi phong độ và lợi thế trên sân nhà. Đến phút thứ 24, Granit Xhaka đã phải nhận thẻ đỏ rời sân trực tiếp sau khi phạm lỗi thô bạo với Diogo Jota. Xuất phát từ tình huống chuyền bóng bổng thông minh của Andrew Robertson, Granit Xhaka lại lóng ngóng đá vào người Diogo Jota để ngăn cản tiền đạo người Bồ Đào Nha thoát xuống. Trọng tài chính Michael Oliver đã truất quyền thi đấu của Xhaka ngay lập tức. Vâng, chỉ có Xhaka thì vẫn là Xhaka, quả không hổ danh là chiến thần thẻ đỏ của Arsenal. Thi đấu với 10 người từ rất sớm, Arsenal quyết định chơi thấp để bảo vệ mảnh lưới trước những đợt tấn công dày đặc của Liverpool, nhưng pháo thủ vẫn trụ vững. Thậm chí còn có thời điểm họ khiến đối thủ phải thót tim với những cơ hội khá là ngon ăn. Tất cả đều thuộc về Xhaka như pha đá phạt đầy sức mạnh ở phút thứ 58 hay 72. Trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh 2021-2022 kết thúc mà không có bàn thắng. Bán kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Emirates vào ngày 21 tháng 1. Trận đội tuyển Việt Nam tiếp Trung Quốc được đón 20.000 khán giả. Trước đề xuất của Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý với phương án đón 50% khán giả so với sức chứa của sân Mỹ Đình khi đội tuyển Việt Nam tiếp Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 tới. Sân Mỹ Đình có sức chứa khoảng 40.000 người, tức có khoảng 20.000 khán giả được phép vào sân để cổ vũ cho thầy trò ông Park Hang-seo trong trận đấu sắp tới. Đây là tin tốt lành cho khán giả Việt Nam. Trước đó, trong hai trận đấu diễn ra vào tháng 11 năm ngoái trên sân Mỹ Đình, 30% khán giả tương đương với 12.000 người một trận đã được phép vào sân để tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam khi tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, người hâm mộ phải đáp ứng các yêu cầu về y tế như đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine COVID-19, xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính trong vòng 72 tiếng trước trận đấu, thực hiện nguyên tắc 5K khi vào sân Mỹ Đình. Rất có thể, những tiêu chí này tiếp tục sẽ được triển khai cho khán giả vào sân trên trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc đúng ngày 1 Tết âm lịch sắp tới. Cầu thủ Mauritania bức xúc vì ban tổ chức 3 lần liên tiếp phát sai nhạc quốc ca. Cầu thủ lẫn ban huấn luyện đội tuyển Mauritania không giấu nổi sự tức giận khi ban tổ chức 3 lần phát quốc ca sai nhạc trong trận mở màn AFCON 2021 với Gambia. Như thường lệ, ban tổ chức đã tổ chức nghi lễ hát quốc ca trước trận đấu. Các cầu thủ của Mauritania đã đứng trang nghiêm và sẵn sàng thể hiện tình yêu với quốc gia của mình. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Didier Gomes da Rosa sớm phải thất vọng và ngỡ ngàng khi ban tổ chức đã phát sai nhạc quốc ca không chỉ một lần mà đến 3 lần. Thầy trò huấn luyện viên Didier Gomes da Rosa đương nhiên là rất khó chịu trước cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức cũng như phía nước chủ nhà Cameroon. Sau đó, Mauritania quyết định hát quốc ca không cần nhạc do mãi mà ban tổ chức không thể bật nổi. Ở chiều ngược lại, các thành viên của đội Gambia hát quốc ca đầy hào hứng và cháy bỏng. Có lẽ vì ức chế tinh thần ngay từ đầu trận, Mauritania chơi không tốt và đã để thua 0-1 trước Gambia. Đây là trận bi hài thứ hai xảy ra tại AFCON 2021. Ở trận đấu diễn ra trước đó giữa Tunisia và Mali, trọng tài đã nổi hồi còi mãn cuộc sớm trước 20 giây trước cả thời điểm đồng hồ điểm phút thứ 90, tức là trận đấu chưa hết thời gian thi đấu chính thức, chứ đừng nói là bù giờ. Đội tuyển nữ Việt Nam có 9 thành viên dương tính với COVID-19. Như đã đưa tin, trong thời gian tập huấn tại Tây Ban Nha nhằm chuẩn bị tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất hiện 5 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 4 cầu thủ và 1 bác sĩ. Nguồn lây có thể xuất phát từ một cầu thủ của đối thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã giao hữu. Thậm chí, câu lạc bộ này cũng không biết cho đến khi tiến hành xét nghiệm. Cho đến ngày hôm nay 13 tháng 1, đội nữ có thêm một số thành viên trở thành F0, nâng tổng số ca lên thành 9 người, trong đó có 2 bác sĩ. Thông tin này đã được Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Hoài Anh xác nhận. Hiện có 9 thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Tây Ban Nha chuẩn bị tham dự vòng chung kết giải nữ châu Á 2022 đã không may bị F0. Hiện tại đội tuyển đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp ngăn ngừa và phòng chống COVID-19. Các thành viên có xét nghiệm âm tính sẽ được xếp ở riêng, còn những người không may mắc phải sẽ được theo dõi chặt chẽ. Theo kế hoạch ban đầu, toàn đội sẽ rời Tây Ban Nha sang Ấn Độ, nơi diễn ra vòng loại Asian Cup 2022. Tuy nhiên, việc có những thành viên dương tính khiến huấn luyện viên Mai Đức Chung buộc phải thay đổi lịch trình của mình. Chính thức, Hùng Dũng trở thành đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt ban cán sự mới cho đội tuyển Việt Nam. Trước đó, ông đã lấy lại băng đội trưởng từ tay của Quế Ngọc Hải sau khi thất bại ở AFF Cup 2020. Theo thông tin vừa nhận được, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng toàn đội đã quyết định bầu tiền vệ Đỗ Hùng Dũng làm tân đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, hai đội phó sẽ là Công Phượng và Bùi Tiến Dũng. Tiền vệ Hùng Dũng từng làm đội trưởng của U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 30. Bên cạnh đó, nếu so về tuổi và kinh nghiệm vào đội tuyển thì anh cũng đều có đủ. Cùng với đó, sự trở lại sau chấn thương của tiền vệ sinh năm 1993 cũng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi tích cực hơn về lối chơi. Việc Hùng Dũng được huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện cùng đồng đội tín nhiệm bầu là thủ quân của đội tuyển Việt Nam cũng là điều không bất ngờ. Ngoài việc đã khẳng định được năng lực chuyên môn, Hùng Dũng cũng được đánh giá cao bởi tính cách ôn hòa, sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt và tập luyện.
Tiền vệ sinh năm 1993 cũng nhận được sự nể trọng của những đồng đội. Bản tin ngày hôm nay đến đây cũng xin phép là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy nhớ like, nhớ share, đăng ký kênh và dùng nút chuông để đón xem những bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.